Mình thấy cảnh sát đậu ở trong đó hiếm. Hôm nay trời có lạnh không? Hơi hơi hả? Sớm câu cá là good á, tại vì nguyên buổi tối nó ngủ đó, nguyên buổi tối nó ngủ, sáng nó đói. Ra nó có mùa. Thank you.
khá đông rồi. Clear. Số 1 này đi số 2 á. Cái xưa chưa có xuống. May mà không bị sao cũng hay chứ. Có vừa đụng nặng chứ.
qua rồi đó, coi chừng cái xe, cái con chó đó. Cái nước ở cái rạch này cũng yên lặng ha. Nói, bên người ta nói gì? Đâu phải nó lò đò. Ngày hôm nay support to be có mưa phải không, nhưng mà nó cancel rồi phải không? À, ngày mai. À. Chỗ kia núi mây, có mây xanh kìa, bên tay phải đó. Không, lâu lâu qua cái ngày này nó cũng mát không, nó khác, cứ nắng hoài cũng chán. Mấy cái đồng bào miền Trung của mình khổ lụt lội ha, rồi từ hôm qua nói chuyện với anh Thịnh, nó nói là báo số 8 chưa qua, báo số 9 sắp sửa tới rồi. Rồi ở chỗ Sài Gòn thì mưa mà hơi lâu chút cái là cũng ngập bà con. Bà con ở trong nhà nó ngập vô trong nhà bị võm, rồi mấy cái đồ đạc ở trong nó ẩm ướt, nó hôi, nó mốc rồi, chứ nó đâu có giờ có lấy sao làm khô được. Giờ có phơi ra nắng thì ví dụ nói thí dụ đi, đồ đạc mình mang ra ngoài nắng mà phơi cũng không được. Morning. Xe đạp đi ở giữa được á.
đi thẳng vô bên, đi bên phải đi, quẹo bên phải lên lề đi, nó cấm rồi, quẹo vô bên phải lên lề lề đó. Như nó cấm, nó không cho qua đó, nó không cho nobody go this way. Người ta đi trước nha.